Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Niềm tin của buổi sáng ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 10 năm 2022. Phương Thảo và Chú Tức Tiến gửi lời chào đến quý khán giả đang xem đài cũng như quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống phân tần VNTV 57.3, 16.10 và 26.9. Và gửi lời chào đến Chú Tức Tiến. Xin chào Phương Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay, 4 tháng 10 năm 1957 thì lần đầu tiên là cái hỏa tiễn Sputnik của Nga được phóng lên không trung. Tức vì cái chuyến tàu này mang tên Sputnik là sau khi mà người Nga đã định nghĩa rằng là fellow traveler, tức là một cái traveler, một người đi du lịch thôi, một người du lịch thôi. Thì đã được phóng lên vào lúc 10 giờ 29 phút giờ Moscow. Từ cái trạm mà gọi là Tiruatam-Lonbez in Kazakh Republic, không phải ở bên Nga, thưa quý vị. Sputnik đã có một cái đường kính khoảng chừng 22 inch và nặng 184 pound và đi vòng quanh trái đất mỗi 1 giờ và 36 phút và nó đi di chuyển như vậy trong 18.000 dặm một giờ. Và cái đường đi nó là orbit, tức là nó đi vòng thôi chứ nó không có đi, nó không có không thật sự là vòng tròn, mà nó đi theo một cái hình bầu dục đó, thưa các vị. Thì cái phần mà xa nhất trái đất là 584 dặm và nó gần nhất là 143 dặm, bây giờ ta nó không phải là nó đi một cái vòng tròn thật sự, cách khoảng cách đều nhau, thưa các vị. Thì Sputnik đã nó chuyển những cái signal to radio tới trái đất, vừa đủ để cho tất cả những người mà những người tài tử có ở dưới này có thể nhận được cái tín hiệu của cái Sputnik đó. Và như thế đó làm chọc giận ông khổng lồ Hoa Kỳ. Ông khổng lồ Hoa Kỳ lúc bây giờ mới dồn hết nỗ lực vô để mà làm một cái hỏa tiễn đi vòng quanh trái đất. Và sau đó thì Hoa Kỳ đã vượt lên trên cái Sputnik đó, là đã được đặt chân lên trên mặt trăng, thưa quý vị. Trở lại đến với Sputnik thì thật sự là thì nó làm một cái vệ tinh về khí hậu, vệ tinh khí hậu, và nó được một cái nghĩa là hội đồng gọi là International Council Scientific Union, đó là một cái hội đồng quốc tế, về khoa học đó, và chấp nhận rằng là đây là một cái vấn đề để nghiên cứu trái đất cũng như là về hệ sống mặt trời. Thế thì sau khi mà Sputnik được lên thì Hoa Kỳ vội vàng với làm tất cả, dùng hết tất cả nỗ lực của mình để làm một cái hỏa tiễn khác. Dĩ nhiên là đi sau Nga sâu nhưng mà lại vượt lên trước Nga sâu, là vì Hoa Kỳ đã là người đầu tiên là đặt chân lên mặt trăng, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng tiếp tục gửi đến bản tin quý khán giả, khi mà hôm qua chúng tôi cũng đã gửi là cái vấn đề khi mà Triều Tiên có một cái cuộc thử nghiệm được cho là phóng tên lửa đạn đạo qua bên đất nước Nhật Bản. Thì để đáp trả lại cái vấn đề đó thì Hoa Kỳ cũng như là Nhật Bản đã có một cái trận tập trung về cái vấn đề mà phóng tên lửa, khi mà chiến đấu cơ của Nhật Bản cũng như Hoa Kỳ đã có những cái động thái tập để đáp trả về cái hành động của Triều Tiên đã thử cái tên lửa đạn đạo vừa rồi. Thì tham mưu trưởng của đội quân đội Nhật Bản đã nói rằng là có 8 chiến đấu cơ của Nhật cùng với 4 cái tiêm kích của Hoa Kỳ tham gia vào cuộc tập trận chung tại không phận phía Tây của khu vực Kyushu. Chỉ có sau vài giờ khi mà Triều Tiên đã phóng một cái tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ của Nhật. Thì theo như là quân đội của Nhật cho biết rằng là cái cuộc tập trận này được tiến hành rằng khi môi trường chung quanh khu vực đã trở nên một cách nguy hiểm và Triều Tiên cũng đã phóng cái tên lửa đạn đạo. Và lực lượng của Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng đã có cái khả năng để sẵn sàng chiến đấu cũng như là đối phó bất cứ tình huống nào đang xảy ra. Thì theo như thông báo của bên tham mưu của Nhật Bản đưa ra, khi mà Thủ tướng Fumio Kishida đã có một cái cuộc hội đàm với lại đô đốc của Hoa Kỳ, đứng đầu của tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là ông John Aquilino. Thì Thủ tướng Kishida cho biết rằng là sẽ có một cái cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden trong cái thời gian sắp tới để mà khẳng định về cái sự hợp tác phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo của cả hai nước. Và cái vấn đề mà phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã xảy ra vào ngày 4 tháng 9. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Bình Nhưỡng đã phóng một cái quả tên lửa vào Nhật Bản trong vòng 5 năm. Và khiến cho Nhật Bản phải kích
hoạt cái hệ thống cảnh báo khẩn cấp ở một số người dân đã sống ở khu vực, ở một cái khu vực khác đến nơi trú ẩn, và sau đó thì cái tên lửa đó lao xuống biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật và không gây ra một bất kỳ một cái sự thương vong nào hay là có một cái sự thiệt hại nào. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi tiếp để mà gửi tin tiếp cho quý khán giả. Thưa quý vị, một bản tin tiếp theo, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thưa là lính Nga bỏ chạy khỏi những đơn vị mà trước đây mấy ngày đã bỏ phiếu nhận sát nhập vào Nga. Thưa quý vị, đây là một chiến thắng của người Ukraine, vì khi mà bỏ phiếu như vậy là lập tức là tạo nên một cái làn sóng phẫn nộ cho những người ở Ukraine cũng như toàn thể thế giới luôn, và cả thế giới là lên án rằng là cái việc bỏ phiếu sát nhập vào nước Nga này là một cuộc cái sự khiên cưỡng, là một sự áp buộc, không có giá trị gì cả. Và thế giới, tất cả thế giới đồng loạt là tẩy chay tất cả những cái nơi nào mà thành phố nào mà tuyên bố là tôi đã sát nhập vào Nga, không chấp nhận vấn đề đó. Thì đó là bùng lên một cái sự phẫn nộ đối với lính Ukraine, và lính Ukraine đã rất là hăng hái xông lên để mà đẩy lùi tất cả những cái cuộc cái là bỏ phiếu vớ ba vẩn này ở một vài vùng nhỏ, thưa quý vị, và lính Ukraine đã chiếm lại được một số vùng, và do đó là lính Nga đã bỏ chạy. Người ta nhìn thấy xác lính Nga nằm dọc bên đường luôn, lính Nga nằm dọc bên đường và không có kịp để mà thu xác của đồng đội của mình. Thưa quý vị, đây là một chiến thắng lớn của Ukraine, và Tổng thống Zelensky đã đề nghị rằng là không có nói chuyện với Putin cho đến khi nào mà Putin là phải ngừng tất cả các cuộc tấn công lại. Và ngược lại thì Điện Kremlin cũng trả lời cho các ông Tổng thống Ukraine là đó là nó sẽ chờ cho Ukraine để ngồi xuống để mà nói chuyện về vấn đề xung đột hiện tại. Thưa quý vị, thành coi như là hai bên đang găng lắm, bên Ukraine có vẻ thắng thế hơn, thắng thế hơn bên Nga. Và chúng ta đã biết là nhiều vùng, không phải một vùng, đã lính Nga đã bỏ chạy, bỏ cả xe tăng lại. Và bây giờ như chúng tôi thưa quý vị trong bản tin trước đây, có tới hơn 314 cái xe tăng của Nga đã bị tịch thu và biến thành những vũ khí chống lại Nga, thưa quý vị. Và mới đây thì cựu thủ tướng Đức là bà Merkel cũng đã được trao một cái giải tên là Nansen, rất là danh giá của Liên Hiệp Quốc, vì cái nỗ lực mà bà đã ra sức để bảo vệ những người tị nạn khi mà bà vẫn còn đang đương nhiệm. Thì ủy ban của cái giải này về của cao ủy Liên Hiệp Quốc về vấn đề người tị nạn đã lên tiếng nói và ca ngợi về sự lãnh đạo cũng như lòng dũng cảm và sự trắc ẩn của cựu thủ tướng Angela Merkel của Đức khi bà thông báo cái giải là bà đã được dành vì người tị nạn. Thì theo như là ủy ban của người tị nạn cho biết, có khoảng hơn 1,2 triệu người tị nạn cũng như xin tị nạn cũng đã được bà chào đón khi bà nắm quyền ở Đức vào năm 2015-2016. Thì đây là một trong những cái giai đoạn khủng hoảng của cuộc di cư ở châu Âu. Thì ngay tại cái thời điểm đó thì bà đã giúp hơn 1 triệu người tị nạn sống sót cũng như là thiết lập một cái cuộc sống mới. Và bà cũng cho thấy một cái sự dũng cảm về cái mặt đạo đức và về mặt chính trị khi bà đã đứng lên lãnh đạo đất nước. Và cũng tại thời điểm này thì bà cũng đã khẳng định rằng cái cuộc khủng hoảng di cư cũng đã đặt những cái giá trị châu Âu trước những cái thử thách hiếm có đã xảy ra trước đây, và không khác gì đó giống như là một cái mệnh lệnh về nhân đạo. Và ủy ban cũng đã nhấn mạnh về cái vấn đề ngoài những người phải chạy trốn chiến tranh, thì bà Merkel cũng là một cái động lực để mà có thể thúc đẩy một cái tập thể của Đức lúc đó để tiếp nhận những người tị nạn và giúp cho họ hòa nhập được với xã hội. Và coi như ủy ban cũng đã đánh giá rất là cao về bà khi mà kêu gọi những người dân Đức bỏ qua chủ nghĩa dân tộc để có thể mở lòng ra đón những người tị nạn vào trong đất nước của họ. Và bà sẽ được nhận giải Nansen này cầm kèm với là 150.000 Mỹ kim tiền thưởng tại một buổi lễ được tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 10 tháng 10 sắp tới này. Đây là một trong những cái giải vì người tị nạn được công bố đầu tiên vào năm 1954 để vinh danh những cái nhà thám hiểm kim, những cái nhà hoạt động nhân đạo người Na Uy có tên là Fridtjof Nansen, và cũng lấy tên của ông để đặt trên cho cái giải này. Và theo như cao ủy đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về vấn đề người tị nạn đã cho biết rằng đây là những cái cống hiến đầu tiên của ông về cái vấn đề người tị nạn. Và giải thưởng thường niên cũng sẽ được trao cho những cá nhân
hoặc là những cái tổ chức hoặc là nhóm có những cái cống hiến rất là nổi bật để bảo vệ những người tị nạn, những người di cư hoặc là những người không có quốc tịch, thì bà được xứng đáng để mà nhận được cái giải này. Thì chúng tôi sẽ theo dõi để mà gửi tin tiếp cho quý vị. Thưa quý vị, một bản tin khác là liên quan đến vấn đề bỏ phiếu. Thế thì tối cao pháp viện hôm nay cũng đã không phải trong phán quyết nhưng mà đã can thiệp vào vấn đề mà bỏ phiếu theo cái đơn kiện của một số người. Thưa quý vị, thì hôm nay là ngày thứ hai rồi, là ngày tranh cãi nhau giữa nhau với lại một bên thưa bên nguyên và bên bị. Thì tối cao pháp viện là đã nói lại với cái ông Solicitor General, đây là một cái chức vụ mới, là một cái người coi như như một luật sư mà không phải luật sư, là mấy người mà kêu là khiếu nại đó ở bên Alabama, rồi nói rằng là họ muốn chống lại cái Section 2 của Voting Rights Act, tức là họ làm cho những cái cuộc bỏ phiếu được công bằng hơn. Mà tuy nhiên chính cái ông này khi mà đưa ra những cái đề nghị mà thay đổi những cái địa điểm mà bỏ phiếu cũng như là phân chia là khu vực bỏ phiếu thì rõ ràng là có sự kỳ thị, tại vì người ta chỉ thấy rằng là trong cái vấn đề các khu vực đó thì chỉ có một cái khu vực của người da đen thôi, còn lại 7 khu vực khác là toàn là da trắng. Thành ra khi mà họ chia như vậy tức là rõ ràng có sự kỳ thị, tuy không nói ra bằng miệng, không viết đầu giấy tờ, nhưng mà trên thực tế là trong tới 7 cái khu vực bỏ phiếu thì chỉ có một khu vực là có người da đen, còn khu vực khác người da đen rất là yếu thế, coi như là một thiểu số, không có đúng với sự thật. Và trong khi đó thì thực tự là cái bỏ phiếu của người da đen nó là tới 27% của toàn thể cái tiểu bang. Do đó thì ông thẩm phán tối cao là Jackson, ông nói là tôi không thấy có cái vấn đề gì là bảo vệ cái quyền bỏ phiếu của những người da đen, cũng như là không thấy có cái sự gì là chứng tỏ là không có sự phân biệt là chủng tộc ở trong vấn đề này, mà rõ ràng có sự phân biệt chủng tộc ở trong cái vấn đề mà đòi chia lại khu vực bỏ phiếu nhằm sao loại người da đen ra khỏi khu vực bỏ phiếu. Thưa quý vị, đó là một cái hành động cực kỳ nghĩa là vô luân. Thưa quý vị, cái bản tin mà chúng tôi cũng muốn cập nhật khi mà có rất rất là nhiều những người công dân của Cộng hòa Z cũng đã coi như là góp cái tiền để mua xe tăng cho đất nước Ukraine. Thì con số lên đến là 11.288 người dân Cộng hòa Z đã quyên lên đến là 1.3 triệu Mỹ Kim để mua một cái chiếc xe tăng chiến đấu có tên là T-72 để nhằm viện trợ cho Ukraine trong cái vấn đề mà Nga đang xâm lăng như vậy. Và đây là một trong những cái lần mà Thứ trưởng Ngoại giao của Ukraine đã viết trên cái trang Twitter khi mà ông nói rằng Cộng hòa Z đã trở thành một trong những cái đất nước đầu tiên là có một cái sự ghi nhận những người dân bình thường của họ thôi đã đóng góp để mà mua xe tăng tặng cho Ukraine. Và đây là nỗ lực để mà được quyên góp tại Đại sứ quán Ukraine ở Prague và thu được chính xác là 1.31 triệu Mỹ Kim từ 11.288 người đã quyên góp. Và đây là để mua một chiếc xe tăng T-72 để có nâng cấp theo cái tiêu chuẩn là Avenger và với cái hệ thống phòng vệ, kính nhìn đêm và thiết bị liên lạc hiện đại. Và cái trang web này cũng sẽ được tiếp tục nhận tiền từ nhiều người dân để mà có thể mua đạn cho chiếc xe tăng này để được sử dụng. Và theo những cái giới chức của Ukraine cho biết là chiếc xe tăng T-72 Avenger sẽ được sớm chuyển giao cho quân đội của đất nước Ukraine. Thì những cái Cộng hòa Z hiện tại là một trong những cái thành viên của khối NATO và Liên minh châu Âu là rất là ủng hộ mạnh cho đất nước Ukraine để mà chống lại xâm lăng của Nga và đã chuyển cho Kiev rất nhiều vũ khí trong cái kho dự trữ như là xe tăng, xe pháo phản lực và xe thiết giáp rất là nhiều trong cái thời điểm đó. Vừa rồi thì Đại sứ quán của Ukraine tại Prague vào tháng 9 vừa rồi cũng đã lên tiếng nói rằng là những người dân tại đây cũng đã đóng góp lên đến là 51.72 triệu Mỹ Kim để mà mua sắm những cái vũ khí cho Ukraine để mà giúp cho Ukraine trong cái cuộc chiến chống xâm lăng của Nga. Thì đây là một trong những cái hành động rất là cực kỳ quý của những người dân Cộng hòa Z, và chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà gửi tin tiếp cho quý vị. Và kính thưa quý vị, xin kính mời quý khán giả hãy giữ hệ thống băng tần VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống băng tần VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ tư. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Maily với các loại vàng bạc nữ trang và trang sức và những shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Maily trên hệ thống băng tần VNTV cũng như là trên kênh YouTube Maily Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Thưa quý vị, một cái tin về khoa học rất là hay và phải nói là có lợi cho nhân loại, trước mắt là có lợi cho Ukraine. Thưa quý vị, vào tháng 2 năm 2022, khi mà quân Nga mà xâm lăng Ukraine thì cậu sinh viên Igor Klemenko, 17 tuổi, phải bỏ chạy khỏi nhà cậu ở Kiev và cậu và gia đình tới một cái vùng miền đồng quê. Và ở trong một cái basement, trong khi là cái cuộc chiến càng ngày càng dữ dội hơn, thì cậu nói rằng là tôi ở với 8 người bạn và tất cả những người khác kia đều nghe suốt ngày là nghe tiếng nổ, tiếng rocket, rồi tiếng tàu bay, và rất là khó để mà có thể tập trung lại và đừng có nói là nghĩ một cái chuyện gì khác. Thì sau 3 tuần lễ đó thì cậu mới cùng với một số người bạn này, cậu là bây giờ để chống lại cuộc chiến tranh này bây giờ làm cái gì? Thưa quý vị, là cậu và người kia đã định làm một cái dụng cụ và cậu đã thực hiện được cái dụng cụ đó. Đó là một cái drone. Cái drone là một cái máy bay không người lái. Và cái drone này nó có cái tác dụng là không phải để bắn phá mà để dò mìn trên mặt đất. Đó là một cái công trình phải nói là tuyệt vời luôn. Thì cậu này là một, phải nói là một bậc thiên tài đó, ngay cả cái vấn đề mà những cái vấn đề khác thì cậu cũng đều giỏi hết, nhưng mà riêng trong cái cuộc chiến này cậu thấy rằng là cái cuộc chiến này Nga đã đặt mìn rất là nhiều người, làm cho thiệt mạng nhân mạng nhiều lắm. Khi mà quân bộ binh và Ukraine tiến vào những vùng mặt trận đó, thì để bị mìn bẫy gài khắp nơi và bị thương vong rất là nhiều. Do đó thì cậu đã tìm cách suy nghĩ chế ra cái máy dò mìn bằng drone này. Thưa quý vị, bay trên trời và dò mìn thì chắc chắn là không có bị thiệt hại như rồi. Thành ra cậu đã đem lại một cái chiến thắng lớn cho quân Ukraine. Thì theo cái báo cáo là trong năm 2020 đó thì là có tới 7.073 người đã chết vì mìn hoặc là những cái chất nổ khác. Thưa quý vị, và những người dân sự thì bị chết vì mìn khoảng 80% hoặc là 20% là quân đội. Đó là con số này kinh khủng quá. Thưa quý vị, trong thời đại hiện tại giờ người ta vẫn tìm thấy rằng là trên toàn thế giới, trong 60 quốc gia lại có khoảng chừng 110 triệu mìn dưới đất. Đó, kinh khủng quá. Thế là đây là một cái kết quả rất là đáng kinh ngạc, và không những là giúp cho Ukraine mà sẽ giúp cho cả thế giới sau này. Tại vùng chiến tranh sau này người ta sẽ cần đến mua cái drone này. Cậu này xác ra rằng tỷ phú thôi chứ không biết sao được. Bảo Phương Thảo. Chúng tôi quay sang một cái bản tin khác của Ba Lan. Khi mới đây thì Ba Lan cũng đã ký một cái gọi là công hàm gửi cho nước Đức và yêu cầu là nước Đức phải bồi thường lên đến là 1.3 nghìn tỷ Mỹ kim khi đã cho cái cuộc tấn công đã xảy ra ở Đức Quốc xã trong cái đại dịch thế chiến vừa rồi. Và cái công hàm này cũng đã được Ngoại trưởng của Đức nói rằng ký vào ngày 3 tháng 10, ngày hôm qua thôi, nói rằng hai nước nên thực hiện những cái bước để mà hướng tới một cái giải pháp pháp lý, vật chất lâu dài, toàn diện và cái vấn đề hậu quả của cuộc xâm lược cũng như là chiếm đóng của Đức Quốc xã đã diễn ra từ năm 1939 cho đến thời điểm năm 1945. Thì theo như là Ngoại trưởng của Ba Lan, thì ông nói rằng cái vấn đề giải quyết hậu quả sẽ gồm những cái khoản bồi thường của Đức để giải quyết những cái vấn đề về tác phẩm nghệ thuật cũng đã bị cướp phá và những tiền gửi trong ngân hàng. Và ông nói là Đức nên nỗ lực thông báo cho xã hội của Đức về một cái bức tranh thực sự của cái cuộc chiến cũng như là những cái tác động thảm khốc đối với đất nước Ba Lan đã xảy ra. Và ông và những cái biện pháp này cũng sẽ khép lại những cái vấn đề mà đau thương của lịch sử và giúp cải thiện cái mối quan hệ song phương của hai nước. Và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng đã nói rằng là Ngoại trưởng Ba Lan đã nêu cái vấn đề bồi thường đối với người đồng cấp của Đức khi bà đã đến thăm Warsaw trong cái ngày 3 tháng 10 vừa rồi.
Thì bà nói thì cái người nghị sĩ Ba Lan ông nói là đây là một trong những cái ngày lịch sử đối với toàn bộ của xã hội đất nước Ba Lan, là giấc mơ của rất nhiều thế hệ công dân Ba Lan đã phải qua đời mà mang theo một cái cảm giác bất công. Và hiện tại thì Hạ viện của Ba Lan cũng đã tháng trước bỏ phiếu yêu cầu Đức phải bồi thường những cái thiệt hại lên đến là 1.300 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà chính phủ Đức khi đó đã từ chối với lý do là Ba Lan đã từ bỏ cái quyền được bồi thường theo cái thỏa thuận đã được ký năm 1953 với Đông Đức. Và cái vấn đề được đưa ra để giải quyết dứt điểm theo cái hiệp ước thống nhất của nước Đức vào năm 1990 đã được ký bởi Tây Đức và Đông Đức, cũng như là giữa Hoa Kỳ, Liên Xô, Anh và Pháp. Nhưng mà Ba Lan cũng đã nói rằng cái vấn đề này, cái vấn đề mà việc từ bỏ vào năm 1953 cũng đã được ký kết dưới một cái áp lực của Liên Xô và bị Liên Xô cấm tham gia những cái cuộc đàm phán đã diễn ra vào năm 1990 khi đó. Thì chúng tôi chỉ điểm sơ qua một chút xíu. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 9 của năm 1939, thì không quân của phát xít Đức đã ném bom vào thành phố Wellen thuộc về miền trung của Ba Lan trong suốt nhiều giờ để mở đầu cho cái cuộc đệ nhị thế chiến. Máy bay của Đức phá hủy khoảng 70% nhà cửa trong thành phố và khiến cho 127 thường dân đã tử nạn và bị thương. Và dù là nơi đây không phải là một trong những cái mục tiêu quân sự của Đức khi đó. Và cái vụ không kích ở thành phố Wallon này được xem là một trong những cái tội ác chiến tranh đầu tiên của phát xít Đức trong cái đệ nhị thế chiến. Và đây là một trong những cái cuộc chiến đẫm máu nhất trong cái lịch sử của nhân loại và đã đi cướp đi sinh mạng của khoảng là 50 triệu người, trong đó có khoảng gần 6 triệu người Ba Lan. Và cái vấn đề bồi thường cho chiến tranh đang được gây tranh cãi ở Ba Lan. Theo như luật pháp và công lý của Ba Lan đã lên nắm quyền năm 2015 cho biết là vẫn tiếp tục đưa ra những cái yêu cầu bồi thường sau khi mà Đức đã thực hiện những cái khoản thanh toán cuối cùng vào năm 2010 vừa rồi. Và bây giờ là 1.300 tỷ Mỹ Kim cho cái vấn đề bồi thường của cái cuộc đệ nhị thế chiến vẫn còn đang tiếp tục ở Ba Lan. Thì cái sự việc sẽ tiến triển như thế nào thì chúng tôi sẽ theo dõi để mà gửi tin đến cho quý vị. Thưa quý vị, một vụ bắt cóc táo bạo đã xảy ra giữa ban ngày ban mặt tại Manchester County của California. Và hơn những bắt cóc một người, bắt cóc cả gia đình. Thưa quý vị, một vụ bắt cóc gồm có đứa bé mới đẻ, bố mẹ và một người kêu là chú, là một cousin trong này không rõ ràng là đàn ông hay là chú hay là cô gì đó, người là bị bắt cóc ở trong một cái business của họ, và cả bốn người là bị bắt cóc và bây giờ chưa biết ở đâu ra. Và cảnh sát của Merced County nói là chúng tôi biết là có rất là nhiều những cái kẻ mà low life và những kẻ mà kêu là hạ cấp là ở xung quanh kia đã bắt cóc mà, bắt cóc một cái bé 8 tuổi, 8 tháng và bố mẹ của hắn và uncle là người chú của đứa bé. Thì ông cảnh sát nói là chúng tôi không biết là cái động lực đằng sau này cái gì. Chúng tôi biết rằng là họ đã biến mất. Và cái đứa bé tên là Arohi Darren mới có 8 tháng tuổi. Cha của đứa bé là Josh Glenn Crowe 27 tuổi và Zendat Singh 36 tuổi, thì theo cái tên này có vẻ là người gốc Ấn Độ, cũng như là cái người chú của đó. Cả bốn người để bắt ra khỏi cái business của họ, không biết một cái thương mại gì, họ không nói rõ ràng chi tiết, nhưng mà bị bọn biệt mắt mà mang súng vào bắt cóc mấy người này, giải đâu mất tiêu. Bây giờ thì người ta chưa tìm ra cái nơi nào mà bọn cướp đã giữ những người này, cũng như là chưa có được nghe một cú điện thoại đòi hỏi thiệt chuộc mạng như thế nào. Hiện giờ nhà chức trách đang lo lắng, đang tổ chức một cuộc manhunt, tức là đi săn lùng người và đi chưa biết là có kết quả hay không, tại vì bọn cướp đã không để lại một dấu vết gì ở trong cái khu nơi mà chúng đã bắt cóc và bốn người này đi. Thành ra bây giờ cảnh sát rất là điên cái đầu, nhưng mà chắc chắn là trong tương lai thể nào cũng có một manh mối nào đó khiến cho người ta có thể tìm được, hoặc là không phải trả tiền chuộc mà hoặc là trả tiền chuộc, thưa quý vị. Chúng tôi quay sang một tí xíu về cái bản tin Hoa Kỳ khi mà mới đây thì cựu Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã kiện CNN về cái tội phỉ báng là cáo buộc thực hiện cái chiến dịch bôi nhọ vu khống ông, cũng như là yêu cầu bồi thường cái số tiền lên đến là 475 triệu Mỹ Kim. Và cái đơn đệ kiện của ông đã được gửi ngày hôm qua là ngày 3 tháng 10 ở tòa án Fort Lauderdale ở tiểu bang Florida. Với cáo buộc là CNN đã sử dụng những cái ảnh hưởng của họ với tư cách là một trong những cái nhà in tin tức để mà hạ bệ ông về mặt chính trị.
khi mà cái đơn kiện của ông dài 29 trang và chúng tôi chỉ trích lược ra một số những cái ý chính, như là ông nói rằng là CNN đã bôi nhọ nguyên đơn bằng một loạt ngôn từ như là phân biệt chủng tộc hay là tay sai của Nga, kẻ nổi loạn, và thậm chí là dùng từ Hitler đối với ông luôn. Thì theo như là về những cái đơn kiện này, ông nói rằng là CNN vốn chỉ trích ông rất từ lâu, từ những cái năm tháng mà gần đây khi mà cái CNN đã tìm cách để tăng cường công kích vì lo ngại ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024 sắp tới này. Và ông cũng nói tuyên bố sẽ đệ đơn kiện một cái loạt công ty truyền thông lớn khác nữa chứ không phải riêng CNN trong vài tuần, vài tháng tới. Và ông còn nói sẽ có những cái hành động để mà chống lại Ủy ban điều tra về cái vấn đề bạo loạn ở đồi Capitol Hill mà Hạ viện của Hoa Kỳ đã phê chuẩn. Hiện tại thì CNN vẫn chưa đưa ra những cái lời bình luận về cựu tổng thống. Và chúng ta thấy rằng là ông đang vướng vào cái vấn đề lùm xùm pháp lý rất là nhiều. Khi mà tháng trước thì tổng trưởng lý của tiểu bang New York là bà Letitia James cũng đã có kiện ông cùng với lại những cái con của ông Trump với cáo buộc là gian lận trong cái vấn đề kinh doanh. Và hiện tại thì cựu tổng thống ông cũng đang phải đối mặt với ba cuộc điều tra về cái vấn đề là xử lý sai tài liệu mật tại dinh thự riêng ở Mar-a-Lago. Và cái vấn đề mà liên quan đến cái cuộc bạo động ở cái đồi Capitol Hill vào tháng giêng của năm 2021 vừa rồi. Và cái vấn đề mà có một cái sức ép đối với những cái người đứng đầu của tiểu bang Georgia để nhằm đảo lại ngược cái kết quả bầu cử ở tiểu bang này đã diễn ra vào năm 2020. Đó là ba cáo buộc mà hiện tại ông đang phải đối mặt. Thì không biết rằng là cái sự việc của ông như thế nào, cũng như là cái vấn đề mà ông đang kiện CNN về cái tội phỉ báng cũng diễn tiến như thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà gửi tin cho quý vị. Thưa quý vị, Tổng thống Biden mới đây cũng nói chuyện với Tổng thống Nhật Bản là về cái vấn đề mà Bắc Hàn lại bắn thử hỏa tiễn nó bay qua Japan, Nhật Bản luôn. Thì cái hai vị nguyên thủ đều nói chuyện với nhau để làm thế nào để có thể chống lại cái vấn đề mà bọn Bắc Hàn khiêu khích hoài, cũng như là để chuẩn bị trong tương lai nếu mà có cuộc tấn công thật sự của Bắc Hàn thì hai bên sẽ đồng minh như thế nào. Thì ngày hôm nay thì Bạch Cung cho biết rằng là cả hai người lãnh đạo đồng ý với nhau, đó là một cái cuộc trao đổi lâu dài, và ngay lập tức bất cứ khi nào cần thiết thì hai bên sẽ nói chuyện với nhau trực tiếp về vấn đề Nam và Bắc Korea. Nhưng mà đồng thời thì họ cũng cảnh cáo rằng là Bắc Hàn có thể là sẽ support những cái và những cái nghĩa là đồng yểm trợ tất cả những cái hỏa tiễn nguyên tử mà gọi là bất hợp pháp đó, thưa quý vị, cũng như là những cái hỏa tiễn mà có thể có cái tầm hủy diệt mà lớn. Thì Bắc Hàn đã test thử bắn thử một cái hỏa tiễn khoảng 40 dặm, nghĩa là 40 dặm và trong vòng 20 cái lần khác nhau, và chỉ trong năm nay thôi. Thì dĩ nhiên là trong cái số này có một số là có thể mang đồ đạn nguyên tử, một số không mang đồ đạn nguyên tử. Thì Kim Jong Un không có xác nhận cái nào là mang đồ đạn nguyên tử, cái nào không mang đồ đạn nguyên tử, chỉ biết là hắn cứ cho bắn nổ lung tung, có vẻ thách thức Nhật Bản cũng như là thách thức Hoa Kỳ luôn. Do đó thì Nhật Bản Hoa Kỳ vừa rồi mới ký một cái giấy commit với nhau là chắc chắn là hai bên sẽ hỗ trợ nhau tối đa một khi cái sự việc đã xảy ra. Dạ, và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống băng tần VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống băng tần VNTV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ tư. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại phần điểm tin còn lại trong ngày. Và kính thưa quý vị, đây là một trong những cái bản tin chúng tôi quay trở lại về tiểu bang California và là thành phố San Diego. Khi mà cái vấn đề mà dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang âm ỉ và chưa hẳn là chấm dứt, thì tại thành phố San Diego đây cũng đã phát hiện rằng là có lên đến 191 ca với 16 ca đang diễn tiến rất là trầm trọng và đang tăng đến một cách chóng mặt tại San Diego. Và trong quận San Diego đã báo cáo rằng là 291 ca nhiễm mới và có 4 ca cũng đã tử vong
chỉ mới là cập nhật trong cái tuần vừa qua thôi. Và cái con số của tổng toàn quận là lên đến là 922.131 ca và có 5.491 trường hợp đã tử vong kể từ khi mà đại dịch COVID đã bắt đầu cho tới bây giờ. Thì trong vòng 7 ngày qua thì đã có 2.402 ca COVID bị nhiễm. Và những cái giới chức của y tế công cộng cũng đã kêu gọi những người cư dân nên chích ngừa và COVID-19 cũng như là chích ngừa cúm trong cái mùa đông sắp tới này. Thì theo như một cái người bác sĩ thuộc về nhân viên y tế của San Diego đã cho nói rằng vaccine đã cứu người và rất an toàn nếu như mà chúng ta nhận được vaccine cả COVID-19 và cúm trong cùng một thời điểm. Thì theo như là cái người bác sĩ này, bà nói rằng là cả hai loại vaccine đều có thể được chích trong cùng một lần và không có nên trì hoãn là một trong hai mũi như thế nào. Và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ cũng đã khuyến cáo mọi người dân nên chích ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt và cũng nên chích ngừa cúm vào cuối tháng 10 này. Và hiện tại thì thuốc chích ngừa COVID-19 có cái loại gọi là bivalent của Pfizer cũng như là BioNTech cho bất kỳ cái độ tuổi từ 12 trở lên. Và cái loại thuốc để bổ sung cho cái loại bivalent này vẫn chưa được phép cho sử dụng những trẻ dưới 12 tuổi. Thì những trẻ em mà dưới 12 tuổi thì có thể sử dụng một trong những cái thuốc gọi là monovalent của Pfizer. Thì hiện tại có gần là 2.68 triệu người dân San Diego, là tương đương khoảng là 80.1% dân số, cũng đã được chích ngừa một trong những cái loại vaccine COVID-19 này, được phê duyệt và được xem là được tiêm chủng khá đầy đủ. Và tổng cộng có khoảng là 58.9% những người dân San Diego đã chích những cái mũi booster, là những cái mũi tăng cường trong cái thời gian vừa qua. Thì chúng ta thấy rằng là mùa đông sắp tới, thu đông sắp tới rồi, thì cái vấn đề mà trời trở lạnh thì cái vấn đề mà COVID cũng như là bệnh cúm sẽ có thể hoành hành trở lại, thì chúng ta nên cẩn thận về cái vấn đề này. Nếu mà có nên chích ngừa cúm và vaccine thì chúng ta nên làm trong cái thời điểm này và sớm nhất, trễ nhất thì cũng nên là vào cuối tháng 10 này. Thưa quý vị, phải nói là cái cuộc chiến ở Ukraine đó làm cho Ukraine này đã bị thiệt hại rất là nhiều. Cho tới giờ hôm nay thì những nhà phân tích kinh tế tài chính nói rằng là Ukraine nó phải cần đến một số tiền khổng lồ khoảng chừng 349 tỷ để sau khi mà chiến tranh kết thúc thì có thể là xây dựng tái thiết lại. Cho đến giờ này thì cái chỉ số của kinh tế của Ukraine đã nhảy xuống 35% năm nay. Nó chỉ trong vòng có 8 tháng thôi, tức là đã mất đi 35%. Cái cuộc chiến tranh này destroy, tức là nó phá hủy tất cả những factory, những cái công ty farmland, là những cái nơi mà trồng trọt đó, và nó làm cho khoảng hơn 10 triệu người Ukraine nó phải bỏ nước ra đi. Do đó thì không còn nhân công làm việc, không còn một cái không có một cái nguồn lợi, một cái lợi tức nào. Đương nhiên là cái nền kinh tế của Ukraine là phải phải trì trệ, phải rớt xuống rồi. Thì cũng còn may là có một số những cái thành phố không bị mà Nga xâm chiếm thì vẫn còn cố gắng hoạt động nghèo vật để mà có thể chi viện cho những thành phố đã bị Nga xâm chiếm. Thế vậy thì cho đến giờ này thì những người mà có cái sự điều khiển của cái ngân hàng chung quốc tế đó thì đang lo ngại rằng là những cả những cái vấn đề mà yểm trợ vật chất và tinh thần của người Ukraine sau chiến tranh là rất là khủng khiếp. Trước mắt thì chúng tôi vừa thưa quý vị, đó là gần hết 349 tỷ đô la có thể để tái thiết và xây dựng lại một đất nước hùng mạnh như là trước chiến tranh. Thì cho đến hiện tại thì cái vấn đề mà nước Ukraine đã bị chao đảo về kinh tế thì Nga cũng không thua, thưa quý vị. Nga trong xưa là Nga xuống là coi như là 8,9%. Trong khi đó thì Ukraine chỉ có 3,6 và 4,5%, thì Nga đã chịu hiểm họa nặng nề hơn. Thì đó là do cái tội ác của Putin gây ra, người ta không có thể nào mà quên được cái vấn đề này. Đây là một cái trận chiến không những là về quân sự, vấn đề về kinh tế và về xã hội và chính trị. Thưa quý vị, bên nào thắng sẽ được tất cả lợi điểm khác, nếu mà thua thì thôi là thua hết tất cả mọi lợi điểm, thưa quý vị. Gửi một cái bản tin khi của Trung Quốc. Đây là một trong những cái cuộc đấu giá
mà những người Trung Quốc đã coi như đồng loạt chi ra đến gần 8 triệu euro để có thể mua một cái bình sứ, thì không biết là cái bình sứ này giá trị như thế nào. Thì một cái tờ báo Guardian cũng đã đưa tin cái cuộc đấu giá tại gần với cái thủ đô Paris ở Fontainebleau. Thì có khoảng 30 khách tham gia trong cái cuộc đấu giá này thôi, và chủ yếu là hầu hết là người Trung Quốc. Và họ đã đưa giá ra liên tục để giành quyền mua một cái chiếc bình sứ được rao bán với giá khởi điểm chỉ có 2.000 euro. Và theo như những cái người khách này, họ nói rằng chiếc bình sứ là một cái cổ vật rất quý hiếm, có từ thế kỷ thứ 18. Và cái màn đấu giá đã diễn ra rất là gay go. Và cuối cùng chiếc bình này cũng đã được trả lên đến gần như là 8 triệu euro, là tương đương khoảng là 7.8 triệu Mỹ Kim, gấp 4.000 lần cái mức giá đã được đưa ra ban đầu là chỉ là 2.000 Mỹ Kim thôi. Thì nếu mà tính luôn cả thuế và chi phí, thì cái người mà Trung Quốc mà thắng giải được đấu giá cái chiếc bình này thì sẽ phải tổng cộng lên đến là 9.12 triệu euro, là tương đương khoảng 9 triệu Mỹ Kim để mà sở hữu được cái chiếc bình gốm sứ này. Thì theo như cái thông tin thì chúng tôi thấy rằng là cái chiếc bình đã được một cái người phụ nữ giấu tên sống ở một cái vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp gửi cho cái bên đấu giá. Và cô cho biết rằng là chiếc bình đã được được người mẹ quá cố của cô để lại, và trước đó là thuộc về người bà của cô, một nhà sưu tập rất là nổi tiếng tại Paris trong cái thế kỷ trước. Và một trong những cái người đứng đại diện cho cái trung tâm đấu giá đã gọi cái sự việc này là không thể nào mà tin nổi về cái mức giá đã được đưa ra chỉ có 2.000 euro mà đẩy lên là 8 triệu euro như vậy. Và ông nói rằng là cái chiếc bình gốm sứ này chúng ta thấy ở trên đây, nó là một chiếc bình màu xanh trắng, những có cái họa tiết mây và rồng. Đây là một trong những cái món đồ rất là bình thường của niên đại từ thế kỷ 20, và có thể là đặc biệt là do nó đã xuất hiện trước thế kỷ đó thôi. Nếu mà là một cái chiếc bình cổ vật, theo ông nói xuất hiện từ thế kỷ 18, thì thật sự đó là một trong những cái điều rất rất là quý hiếm. Thì khi mà đăng những cái thông tin mà đấu giá ra như vậy thì ông nói rằng chúng tôi thấy có rất nhiều sự quan tâm, hầu hết của nhất là những người Trung Quốc thôi, và chúng tôi cũng phải đánh giá là chiếc bình này không phải là một cái cổ vật để mà có giá trị lên đến là 8 triệu euro như vậy. Rồi cái người mà Trung Quốc họ rất là đam mê về cái lịch sử của họ, cũng như là họ luôn tỏ ra tự hào khi mà có thể sở hữu được cái cổ vật này. Và ông nói rằng là nếu mà cái người mà nào mà đã thắng giá trị cái bình 2.000 euro ở cái mức khởi điểm này để phải trả chi phí lên đến là 9.12 triệu euro đó, thì có thể là họ sẽ đem đi trưng bày ở một cái nơi nào đó để mà xứng đáng với cái bình mà họ đã được sử dụng như vậy. Kinh khủng với cái bình này không chú Tiến? 9 triệu đó. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Dân giàu chơi nhiều cái bạo lắm, kinh khủng không thể tưởng tượng. Nó có 2.000 euro thôi. Nó có 2.000 euro thôi, thì khoảng 2.200 đô la mình thôi. Mà đấu giá nó lên tới 9 triệu Mỹ Kim lần. Dễ sợ luôn. Không thể nào tin nổi hả? Kinh khủng quá. Không thể nào mà tin nổi. Tỷ phú họ chơi nhiều cái mà mình lạnh sinh sống luôn, không biết sao lại được. Việt Nam cũng có những ông mà theo lời báo cáo là tôi đi chạy xe ôm, mà tôi chạy xe ôm suốt cả ngày mệt mỏi quá, về tôi xây được cái biệt phủ rộng có mấy chục ngàn mét vuông thôi, với lại trời ơi, tiền xây khoảng mấy triệu đô la tại chạy xe ôm á. Thành ra Việt Nam có cái kỳ tài như vậy. Mấy người này ở bên Mỹ, ở quốc tế thì họ giàu ba đời rồi, còn ở Việt Nam thì các người đi gọi là vuốt cái đọt tre đó. Một đoạn tre mà cũng có một cái cơ ngơi khoảng chừng chục triệu đô la. Kinh khủng quá. Kinh khủng thật luôn. Thật là Việt Nam quá, thần kỳ lắm. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ ở bên Florida, một cái vụ mà tin ngắn thôi, chút xíu thôi, là một người cảnh sát trẻ tuổi nhất là 21 tuổi đã bị bắn chết bởi bạn của đồng bạn. Khi mà tới bắt một cái kẻ mà kêu là giết người kia, thì hai bên bắn bón lại, thì tội nghiệp cái cậu cảnh sát 21 tuổi này trẻ nhất đã bị trúng đạn ngay của bạn mình. Đó là Friendify, rất là buồn. Chúng ta biết là xứ Mỹ này bây giờ cái vấn đề tội phạm nhiều quá, rồi súng đạn này quá nhiều, thì không biết là tính mạng mình là sao, chỉ biết là cầu nguyện ơn trời thượng đế cho chúng ta được sống an bình. Dạ, cảm ơn chú Tất Tiến, và chương trình Điểm Tin của buổi sáng ngày thứ tư của chúng tôi cũng đã tạm dừng. Phương Thảo và chú Tất Tiến xin kính chúc cho quý khán giả có một ngày an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.